Giờ đây chúng tôi tiếp tục cho các bạn cái phần thứ hai là phần mua hàng. Tất cả những vấn đề liên quan đến chi phí, hạch toán chi phí vận chuyển và chiết khấu trên phần hóa đơn các bạn xem ở video ở phần 1 này nhé. Và cái phần 2 này là phần hàng mua hàng và hàng về trước, hóa đơn về sau. Cái này chúng tôi sẽ nói nhanh hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái việc làm phiếu nhập mua hàng. Ở đây trên phiếu nhập mua hàng tôi nhắc lại là nó có thêm cái phần ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái phần chưa thanh toán và tiền mặt. Các bạn chọn trường hợp mà theo quy định của pháp luật là số tiền dưới 20 triệu, hiện nay áp dụng thì có thể là 10 triệu cũng nên, hoặc là quy định của nhà nước sẽ giảm dần cái phần thanh toán bằng tiền mặt và dần dần đưa qua tài khoản ngân hàng. Các bạn chọn chưa thanh toán để thông qua cái việc đưa vào khung nợ. Đưa vào khung nợ là như thế nào? Đưa vào khung nợ có nghĩa là các bạn hạch toán qua tài khoản 331 các bạn nhé. Ở đây chúng ta chọn này, công ty điện lực Hà Nội chẳng hạn, chúng ta mua hàng của công ty điện lực Hà Nội. Ở cái phần video đầu tiên ấy, tôi làm rất là chi tiết nên các bạn lưu ý cho tôi là nhớ xem cái video đầu cho nó kỹ. Cái phần này là cái phần hóa đơn hàng về trước, hóa đơn về sau. Chúng ta bỏ cái nút nhận hóa đơn đi. Chúng ta sẽ enter này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở đây tất cả những cái thông tin này thì chúng ta đã nói rồi đúng không? Ở đây chúng ta nhập tiếp hàng hóa này. Các cái thông tin này nó tự động đưa từ danh mục hàng hóa ra, các bạn, danh mục vật tư hàng hóa nhé các bạn nhé. Ở đây chúng ta nhập 2.500 với đơn giá 20.000, và cái hàng hóa thứ hai là hàng hóa 2560 đi, với 13.500 bộ đấy. Như thế cái tiền hàng nó là như thế, các bạn enter thì nó qua thôi đúng không? Tiếp theo chúng ta làm cái gì? Cái hóa đơn thuế. Cái hóa đơn thuế thực ra lúc này các bạn chưa nhận hóa đơn. Dĩ nhiên là trên tất cả các thông tin như hợp đồng này, như cái đơn đặt hàng các bạn là đã bao gồm tiền thuế. Và tiền thuế nó phải chính xác các bạn nhé. Sau này về các bạn chỉ thật kê là kê thông tin của hóa đơn, số hóa đơn thôi. Còn lại khi nhận cái hóa đơn về các bạn kê thêm thông tin của số hóa đơn thôi, chứ còn thuế là phải chính xác ngay từ đầu. Nếu mà trường hợp theo hợp đồng, theo hóa đơn mà sai thuế thì các bạn phải gửi trả lại hóa đơn và bắt yêu cầu cái nhà cung cấp viết lại hóa đơn cho các bạn. Phần thuế và chi phí và chiết khấu, phần chi phí vận chuyển và chiết khấu chúng ta đã nói rõ ở cái video trước rồi. Các bạn cố gắng xem lại video trước nhé. Chúng ta chọn ở đây là không hóa đơn này. Cái trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau nó thì áp dụng cho cái phiếu nhập mua hàng mà chỉ có một hóa đơn. Các bạn có thể sử dụng cái phiếu nhập mua hàng này nhập một lúc nhiều hóa đơn không vấn đề gì, nhưng nó không áp dụng cho cái trường hợp là chưa nhận hóa đơn. Ví dụ mà các bạn có một cái tập 5 cái hóa đơn, các bạn có thể sử dụng một phiếu nhập, ok, không vấn đề gì. Các bạn cứ kê hết vào đây. Nên là hàng hóa các bạn cứ list hết tất cả các loại hàng hóa của từng hóa đơn vào đây. Tất nhiên là phải cụ thể các bạn nhá. Cái loại hàng hóa này có thể xuất hiện ở hai hóa đơn thì các bạn phải kê nó ra hai dòng, chứ không thể để nó thành một dòng là tổng tiền được vì nó hai hóa đơn khác nhau nhá các bạn nhé. Tôi sẽ nói càng kỹ càng tốt. Ở đây chỉ có cái chỗ hóa đơn này là không chọn các bạn nhé. Ở đây chúng ta chọn lại này, chúng ta chọn Ctrl M để nó hiện xuống tất cả rồi, ok. Mã số thuế các bạn gõ vào nếu thiếu. Chúng ta sử dụng phím Ctrl N để thay đổi tất cả các thông tin phía dưới theo cái phần bên trên nhé. Phím tắt Ctrl M đấy là câu khẩu hiệu nhé, để làm sao tiện ích nhất cho các bạn. Sau khi chúng ta nhập cái này rồi, chúng ta lưu chứng từ chưa nhận hóa đơn. Bạn nhìn thấy không? Ở trên cái màn hình này các bạn nhìn thấy là chưa nhìn thấy cái cột gì nó cụ thể cả. Chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng kích chuột phải ở giữa màn hình chọn ẩn hiện cột. Các bạn bỏ cái chi nhánh này. Cái chi nhánh này áp dụng cho các cái doanh nghiệp có các đơn vị con. Chúng ta lấy thêm phần gì? Ở đây chúng ta sẽ lấy thêm phần loại nhận hóa đơn đấy, để biết là cái chứng từ nào chưa nhận hóa đơn đúng không? Chúng ta nhìn nó dễ. Chúng ta lấy thêm cái phần giá trị nhập kho đây rồi đúng không? Tiền tiền thuế đi. Tiền thuế giá trị gia tăng này chúng ta biết là tổng tiền thuế bao nhiêu. Rồi ok. Rồi ok, chúng ta chọn ok.
bạn nhìn thấy không? Cái trường hợp này ấy, là có cái tiền thuế sau này nó tương ứng với cái tiền hàng này, các bạn nhìn thấy không? Thằng này lúc nãy chúng ta sửa cái hóa đơn ở cái phiếu nhập trước ấy, là nó lẻ một đồng ở cái chỗ tiền thuế, chúng ta sửa một đồng thì nó lên tiền thuế một đồng. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái trường hợp là mua của cái công ty điện lực Hà Nội này chưa nhận hóa đơn, sau đây chúng ta nhận hóa đơn thì chúng ta làm như nào? Chúng ta chọn nghiệp vụ này, hoặc chúng ta ở trên màn hình này các bạn nhìn thấy có chữ nhận hóa đơn này, các bạn hoặc là nghiệp vụ các bạn vào mua hàng chọn nhận hóa đơn, hoặc không các bạn kích vào ở trên này đấy. Các bạn đầu tiên các bạn phải chọn là công ty điện lực Hà Nội. Thế cái khoảng thời gian phát sinh cái việc nhập mua hàng là thời điểm nào, các bạn chọn thời gian đấy nhá. Đấy, hóa đơn này đương nhiên là hóa đơn trong nước đấy. Thế thì các bạn chọn lấy dữ liệu, nó sẽ lấy ra cái chứng thư này cho các bạn. Các bạn kéo cái này lại một tí, các bạn thấy nhìn thấy này. Có thể cái trường hợp mà cái công ty điện lực Hà Nội này trong một tháng đấy xuất cho ta 10 cái hóa đơn. Xuất cho chúng ta 10 à, nhập hàng của chúng ta 10 cái xuất cho chúng ta 10 lần xuất xuất hàng. Thế thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn nhận cái hóa đơn này thì cái hóa đơn có thể là hóa đơn này viết cho tất cả các lần phiếu nhập, nhưng có thể cái hóa đơn này viết cho từng phiếu nhập một. Ở đây chúng nếu mà list ra 10 cái hóa đơn ở đây, các bạn có chuột nút chọn tất cả. Nếu mà một hóa đơn các bạn cũng chọn ở cái nút chọn ở đây, chúng ta đánh số hóa đơn vào 0 5 6 7 8 9 đã rồi 7 số đúng không? Chúng ta đồng ý. Thế thì cái ngày hạch toán thuế là cái ngày sau đấy 2 ngày. Các bạn nhìn thấy là cái này nó sẽ đưa lên cái bảng kê thuế cho các bạn và đưa vào phần tờ khai. Dĩ nhiên đối với thuế thì nó đã được hạch toán công nợ cụ thể rồi. Thế ở đây ví dụ như là 18 mới nhận hóa đơn, chúng ta sẽ đồng ý. Đúng không? Như vậy các bạn nhìn thấy không? Chứng từ mua hàng đã được cập nhật thông tin hóa đơn. Quay lại chúng ta quay lại phần mua hàng. Chúng ta lấy thêm một cột nữa là cột ẩn hiện cột, kích chuột phải giữa màn hình chọn ẩn hiện cột, các bạn chọn. Số hóa đơn. À, cái trường hợp này là vì chúng ta đã làm cái phần hóa đơn này, cái phiếu nhập này chúng tôi đã cải tiến và để phù hợp với tất cả các đơn vị thì cho phép các bạn nhập nhiều hóa đơn thì số hóa đơn nó sẽ không hiện lên đây nữa. Ở đây các bạn nhìn thấy không? Cái chỗ mà đã nhận hóa đơn này các bạn nhìn thấy nó đã được tích vào. Nếu chúng ta kích và đúp vào cái phiếu nhập mua hàng này, chúng ta sang phần hóa đơn, chúng ta sẽ nhìn thấy là số hóa đơn đã được cập nhật vào đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó quá tiện cho các bạn. Và dĩ nhiên cái ngày hạch toán thuế đó là ngày 18 tháng 12, chứ nó không phải là ngày 16 theo chứng từ nhá. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần nhập mua hàng mà hóa đơn về trước, hàng về trước, hóa đơn về sau. Thế thì cũng có nhiều trường hợp xảy ra khi các bạn nhận hóa đơn ấy, thay vì các bạn vào cái chức năng là nhận hóa đơn, các bạn cũng có thể kích đúp vào chứng từ, hoặc là các bạn vào trong này các bạn lọc ra cái chứng từ của đối tượng này, các bạn kích vào đây, các bạn bỏ ghi, các bạn chọn sửa, các bạn bổ sung hóa đơn vào đây, bổ sung hóa đơn vào cho đầy đủ và chọn ngày hạch toán thuế cho nó chính xác, thế là xong, cũng như nhau. Nhưng mà nó sẽ tiện hơn khi các bạn chọn ở phía kia, nó sẽ lọc ra từng đối tượng cho các bạn dễ hơn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây có chức năng lọc này, nó rất là tiện đấy. Các bạn có thể chọn mỗi điện lực Hà Nội thì nó ra điện lực Hà Nội đúng không, nó bỏ nó lại quay lại như cũ nhé. Khi nào mà các bạn làm tất cả những cái gì vướng mắc, các bạn cứ gọi điện cho chúng tôi, alo theo số của công ty đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm cho các bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cho các bạn tốt hơn để các bạn có thể làm thành thạo phần này. Xin cảm ơn các bạn.